Xin chào, tôi tên là Antonio. Tôi đến đây để trình bày phần kiểm tra của bài giảng thứ 9. Vậy chúng ta bắt đầu nhé. Phần kiểm tra của tuần này được ghi trong file Unit Testing trong thư mục Test của tuần 09. Nó chứa hàm chính có tất cả các trường hợp thử nghiệm mà chúng ta đã viết. Nhưng tôi chỉ tập trung vào hai trường hợp thử nghiệm cuối cùng, thử nghiệm các trường hợp từ đầu đến cuối và các trường hợp thanh lý. Hãy xem những gì bên trong hàm end-to-end thử nghiệm. Hàm này chứa tất cả các bước mà chúng ta cần để đúc, đốt và thanh lý stablecoin. Tôi sẽ chia hàm này thành nhiều phần, phần Oracle và phần stablecoin. Việc triển khai stablecoin này dùng ADA làm tài sản thế chấp, nghĩa là chúng ta khóa ADA để đúc stablecoin và trả lại khi mở khóa đầy tum. Đối với Oracle, chúng ta sử dụng hai hàm. Đầu tiên là deploy Oracle để khởi tạo Oracle và sau đó chúng ta sử dụng update Oracle để thay đổi giá trị của Oracle. Hãy xem bên trong hàm deploy Oracle có gì. Trước hết, hàm deploy Oracle tạo ra một NFT mà chúng ta sẽ sử dụng sau đó. Chúng ta tạo một UTXO mới trong script. Chúng ta có thể thấy rằng trong hàm này, chúng ta sử dụng NFT và sau đó chúng ta thanh toán NFT cho script. Sau đó chúng ta đặt giá trị là đây tum nội tuyến trong script. Hàm update Oracle phân phối UTXO đã có trong script và sau đó tạo UTXO mới với giá trị mới. Chúng ta có thể thấy trong hàm này, lúc đầu, nó phân phối script và sau đó tạo một UTXO mới với giá trị mới của Oracle. Chúng ta cũng gửi NFT tương tự tới script. Bây giờ chúng ta sẽ xem cách chúng ta đúc. Đốt và thanh lý stablecoin. Để đúc stablecoin, trước tiên chúng ta cần có tài sản thế chấp và trong trường hợp này, chúng ta sẽ đặt 3 ADA làm tài sản thế chấp. Chúng ta cũng cần tài liệu tham khảo của trình xác thực Oracle. Đây là nơi chúng ta sẽ nhận được giá của ADA. Chúng ta cần một người dùng sẽ đúc stablecoin. Chúng ta cũng cần giá trị đúc mà chúng ta sẽ đúc. Tất nhiên, chúng ta nhận được điều này trong dòng này. Chúng ta xác định rằng chúng ta sẽ đúc tiền bằng symbol này, sau đó là tên token này và số tiền này. Trong trường hợp này, chúng ta sẽ đúc hai stablecoin. Và sau đó chúng ta cũng cần đầy tum mà chúng ta đang xây dựng ở đây với hàm này và cuối cùng. Chúng ta cần các tham số Oracle. Bây giờ chúng ta hãy xem có gì bên trong hàm đúc stablecoin. Trong hàm này, trước tiên chúng ta xác định rằng người dùng sẽ chi tiêu tài sản thế chấp. Trong trường hợp này, chúng ta xác định rằng chúng ta sẽ đặt 3 ADA làm tài sản thế chấp. Sau đó, chúng ta cũng cần script stablecoin và chúng ta xây dựng script này bằng hàm này. Và đó là lý do tại sao chúng ta cần hàm băm của trình xác thực Oracle mà chúng ta xây dựng ở đây và hàm băm của bộ biến đổi thế chấp mà chúng ta cũng kiểm soát ở đây bằng hàm này, cho dù nó có số nguyên tố hay không. Chúng ta tạo giao dịch có hàm này với stablecoin và nó là đây. Trước hết, chúng ta xác định rằng chúng ta muốn đúc một cái gì đó. Đó là những gì chúng ta sẽ làm. Chúng ta sẽ đúc giá trị mà chúng ta đã chỉ định. Đây là Redeemer. Redeemer được đúc. Chúng ta cũng trả tiền cho người dùng. Chúng ta sẽ trả cho người dùng giá trị mà chúng ta đã tạo ra. Bây giờ Scripts cũng yêu cầu đặt Scripts tham chiếu của Oracle. Đây là những gì chúng ta làm trong dòng này. Và sau đó chúng ta nói rằng chúng ta muốn khóa một số tài sản thế chấp trong scripts. À, đó là những gì chúng ta làm trong hai dòng này.
Bây giờ, hãy xem cách chúng ta đốt tay bờ coi. Trước hết, chúng ta cần UTXO mà chúng ta đã khóa tài sản thế chấp. Chúng ta có thể tìm thấy điều này với hàm này File Collateral for User 1, và sau đó chúng ta cần các thông số khai thác tay bờ coi. Thực ra đây là scripts của tay bờ coi. Chúng ta cũng cần datum mà chúng ta đã gửi tới script. Chúng ta cần người dùng sắp đốt tay bờ coi và sau đó chúng ta cần giá trị mà chúng ta sẽ đốt. Bây giờ hãy xem chúng ta làm điều đó như thế nào. Trước hết, chúng ta xác định rằng chúng ta muốn chi tiêu. Trong trường hợp này, chúng ta sẽ sử dụng hai tay bờ coi. Sau đó chúng ta phải tạo giao dịch. Trong giao dịch này, chúng ta chi tiêu từ script. Chúng ta sẽ sử dụng 3 nhật ký dữ liệu và chúng ta sẽ trả 3 ADA đã được mở khóa đó cho người dùng. Và sau đó chúng ta muốn đốt. Nhưng chúng ta sẽ sử dụng hàm my value này. Nhưng chúng ta sẽ ghi âm giá trị đúc. Trong trường hợp này, nó sẽ là giá trị tay bờ coi để đốt, và sau đó chúng ta sẽ đốt hai tay bờ coi của người dùng. Bây giờ chúng ta đã biết cách đúc, đốt và thanh lý tay bờ coi. Hãy xem hàm này là các trường hợp thanh lý. Trong hàm này, chúng ta sẽ chỉ ra lý do tại sao chúng ta không thể thanh lý vị thế khi giá ADA không thay đổi. Trước hết, chúng ta đúc tiền 3 lần. Trong trường hợp này, chúng ta có 3 người dùng. Người dùng 1 sẽ đúc 2 tay bờ coi, người dùng 2 sẽ đúc 4 tay bờ coi, và người thứ 3 sẽ đúc 4 tay bờ coi. Trong trường hợp này, người dùng 1 sẽ khóa 6 ADA. Người dùng 2 cũng sẽ khóa 6 ADA. Nhưng người dùng 3 sẽ khóa 8 ADA. Chúng ta đang cố gắng thanh lý người dùng 1 và người dùng 2. Để làm như vậy, chúng ta đã cập nhật OZAC cử. Ban đầu, OZAC cử được triển khai với giá trị 100, tương đương với 1 đô la. Sau đó, chúng ta đã cập nhật OZAC cử lên 50 xu. Chúng ta đang tìm kiếm tài sản thế chấp của người dùng 1 và người dùng 2. Trong dòng này, người dùng 3 cố gắng thanh lý vị thế của người dùng 1 nhưng không thành công. Tại sao lại thế này? Chà, người dùng 1 không có đủ tài sản thế chấp để tránh bị thanh lý. Tuy nhiên, ở một dòng khác, người dùng 3 cố gắng thanh lý vị trí của người dùng 2 và đã thành công. Tại sao lại thế này? Chà, người dùng 2 không có đủ tài sản thế chấp để tránh bị thanh lý. Các bạn vừa nghe xong video được dịch thuật và lồng tiếng bởi nhóm Phimi. Chúc các bạn thu lượm được nhiều kiến thức bổ ích. Cardano.vn xin hẹn gặp lại các bạn tại các video tiếp theo.